Món ngon Miệt Thứ. Chiều nay Miệt Thứ ăn gì? Trời ơi, chú ơi, chú hại quá. Hả? Con đang quay giới thiệu cho Miệt Thứ biết là chiều nay. Xuất sắc nha bà con. Chú ơi, chú có ship không chú? Trời ơi, xuất sắc luôn. Chịu xong nồi đây. Ngon quá chú ạ. À. Xuất sắc luôn. Đây có nước chấm. Đây là con. Khói quá. Đây. Chú ơi, này là mình làm sao chú? Lá lốt là biết rồi nè, còn ở trong đó là bò là gì chú? Bò. Thịt bò hả? Nhưng mà ướp dâm. Chú em á, chú anh á. Chú anh lừa, tức là người khác làm, chú chưa có nướng rồi phải không? Cái này người uống nước ướp không có gì khác nhau nha. Dạ. Xuất sắc. Hello. Đây. Nước chấm là mình sẽ chấm cái gì hả cô? Đúng rồi. Đâu ơi, mệt mấy ông chạy xe qua lại lắm nghe. Vô này, cả mấy ông nhậu là mệt rồi đó. Em đã ăn gần phân nửa. Và thật sự là rất là ngon luôn. Cảm ơn con gái. Em đã ăn gần phân nửa và thật sự là rất là ngon luôn.